Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Mão thường là những người rất chân thành, hài hước, luôn tạo niềm vui cho mọi người xung quanh. Khi đã giúp đỡ ai, họ sẽ giúp đỡ hết mình, thậm chí là quên đi lợi ích của bản thân. Những người này giỏi lãnh đạo người khác và có tài tổ chức, quản lý công việc. Bởi vậy mà tuổi Mão luôn sắp xếp công việc của mình một cách khoa học, đạt hiệu quả cao. Tuổi Mão mệnh hỏa thích sự an toàn, không bao giờ đặt mình vào những tình thế nguy hiểm, nhưng cũng có lúc họ dũng cảm thử thách bản thân để làm những điều mà người khác không thể làm được. Đôi lúc, trong lời nói và hành động của tuổi Mão có nhiều mâu thuẫn, họ là người sống giàu tình cảm nhưng lại không muốn thổ lộ điều đó ra bên ngoài. Năm 2020 vừa qua là một năm khá khó khăn với con giáp do phạm phải hình thái tuế. Hơn nữa, trong năm 2020, con giáp cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra. Mọi thứ đều không có tiến triển gì tốt đẹp, thậm chí dần đi đến bế tắc và ngõ cụt. Sang năm 2021, tuổi Đinh Mão như chút được gánh nặng do thái tuế vây hãm. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Đinh Mão có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Đinh Mão trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 bước vào năm Tân Sửu 2021 không có quan hệ gì với thái tuế. Tuy vậy, thái tuế phát sinh thiên tài tinh và thiên quan tinh. Vậy nên mà tài vận gặp nhiều cơ hội bất ngờ. Nhưng cần phải thật chắc chắn vì bạn không phải là người chắc chắn về tiền bạc. Người tuổi Mão ưu thế có thể có một số cơ hội về tài chính, nhưng nhiều cơ hội trong số đó không thể nắm bắt tốt. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ mắc phải một số chiêu trò lừa đảo, nhưng đa phần đều có vận may, được công danh nên tránh gây ra tổn thất. Trong năm 2021, những người con trai sinh năm 1987 sẽ có tài lộc tương đối tốt, đặc biệt là về sự nghiệp và các mối quan hệ sẽ có nhiều khởi sắc. Nam tuổi Mão trong năm nay có nhiều động lực và làm việc rất chăm chỉ ở công sở. Đặc biệt, nếu tuổi Mão kinh doanh bên ngoài sẽ có nhiều hanh thông hơn những năm trước. Tuy nhiên, đồng thời cũng phải nỗ lực tương ứng. Về tài chính, vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mão trong năm 2021 nhìn chung là tốt và sẽ có nhiều khoản thu nhập. Nhưng hãy nhớ rằng, năm nay bạn phải tiết kiệm và tự quản lý tiền bạc của mình. Nếu có cơ hội phù hợp, có thể đầu tư một số khoản nhỏ và thu về lợi nhuận tốt. Về các mối quan hệ, tuổi Đinh Mão vào năm 2021 cũng sẽ gặp được đối tượng ưng ý, người độc thân sớm tìm được nửa kia, thoát kiếp độc thân. Về sức khỏe, trong năm 2021, tuổi Đinh Mão nên chú ý an toàn hơn khi ra ngoài, nhất là khi lái xe vì dễ xảy ra tai nạn trong năm nay. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình, sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Đinh Mão sẽ phải trải qua trong năm 2021 thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Đinh Mão qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp,
Tử vi tuổi Đinh Mão năm 2021 sẽ có một số cơ hội trong sự nghiệp, nhưng trình độ chuyên môn chưa đủ, vì thế mà bạn thường dễ bỏ lỡ cơ hội. Bạn cần trau dồi và hoàn thiện bản thân, chuẩn bị đầy đủ và phấn đấu nhiều hơn nữa để nhận lấy những cơ hội tốt. Nếu không thì công việc sẽ không suôn sẻ như bạn muốn. Trong năm 2021, tuổi Đinh Mão sẽ có sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Sau vận hạn của năm 2020 vừa qua, con giáp sẽ làm việc chăm chỉ hơn và trân trọng công việc trước mắt. Trong năm 2021, con giáp cũng được quý nhân trợ giúp nên năm nay sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Chính vì vậy, trong năm họ sẽ dốc hết sức để phấn đấu, nhất là những người làm kinh doanh sẽ gác lại những gò bó thường ngày, phát huy hết tài trí của mình, thu về nhiều lợi ích nhất có thể. Đối với những người tuổi Mão cũng sẽ có khả năng được thăng chức, tăng lương trong năm 2021. Nhưng phải chú ý giữ gìn sự nổi tiếng tốt, không nên quá kiêu ngạo, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức. Ngoài việc trau dồi kiến thức nhiều hơn thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh trong năm 2021 thuận lợi, phát triển và hanh thông hơn rất nhiều. Tất cả điều đó đều nhờ vào khả năng chiêu mời quý nhân giúp đỡ của vòng. Đồng thời, vòng còn giúp tăng vận khí, chiêu cát lành, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Đinh Mão trong năm 2021. Về mặt tài lộc, trong năm 2021, người sinh năm Đinh Mão sẽ rất hanh thông về đường tài lộc. Ai chăm chỉ làm việc chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận gấp đôi. Đặc biệt, đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài lộc trong năm nay rất mạnh, hầu như thu lời đều đặn. Vì vậy, năm 2021 sẽ không gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn và có thể làm được những điều mình mong muốn. Khuyên bạn trong năm nay, nếu gặp được những dự án thú vị, có triển vọng tốt thì nên đầu tư một chút cho hợp lý, có thể sẽ gặp được lợi ích tốt trong tương lai. Để có thể tận dụng sự may mắn và hanh thông này của đường tài lộc, thì tuổi Đinh Mão hãy sử dụng thêm vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp bạn kích tài lộc, chiêu cát lành và tăng may mắn. Đồng thời, khi mang vòng theo bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ việc làm ăn, đầu tư và kinh doanh trong năm 2021. Về mặt tình cảm, trong năm 2021, tuổi Đinh Mão rất ngọt ngào trong tình cảm. Những người đã thoát khỏi tình trạng độc thân sẽ có mối quan hệ rất tốt với nửa kia. Thời gian họ ở bên nhau sẽ tăng dần, khiến những người xung quanh đặc biệt ghen tị. Đặc biệt, các cặp vợ chồng trẻ sẽ rất có thể đón được thêm thành viên mới trong năm nay. Đối với cả gia đình, tình cảm sẽ ngày càng khăng khít hơn. Còn những nam tuổi Đinh Mão, nếu còn độc thân, sẽ gặp được đối tượng ưng ý trong năm nay. Trong tình yêu, các cô gái cần được những chàng trai chủ động theo đuổi. Đừng xấu hổ mà tỏ tình với nhau vì ngại ngùng, nếu không có thể lỡ duyên của hai người. Nên gửi một số món quà nhỏ cho nhau một cách thích hợp hoặc tạo một vài bất ngờ. Tin rằng tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Những cô gái tuổi Đinh Mão còn độc thân thì lại không thoải mái. Họ thường bận rộn trong công việc sẽ giảm khả năng gặp phải chuyện cưới xin, nên phần lớn vẫn còn độc thân. Nhưng đừng nản lòng nếu bạn là những cô gái sinh năm 1987. Chỉ cần bạn chăm chỉ làm những việc cần làm trong năm và tỏa sáng trong lĩnh vực mà bạn đang thực hiện, thì đào hoa sẽ chủ động tìm đến bạn. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều có bước tiến lớn, dù bạn là người độc thân hay là người đã có gia đình. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Đinh Mão năm 2021, sức khỏe không có vấn đề gì lớn, bởi vì thất sát không gây nên ảnh hưởng, dù có công kích cũng không có vấn đề gì lớn. Bởi vì người tuổi Mão sinh năm 1987 tương sinh với thực thần mệnh thổ, có tác dụng xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, thái âm không khởi họa cho người tuổi Mão vì tài lộc.
Chỉ cần không cố ý hại mình thì mọi việc sẽ đều tốt lành. Trong năm 2021, nam giới sinh năm 1987 sẽ có tài lộc tương đối ổn định về sức khỏe, bản thân không gặp vấn đề gì lớn nhưng có thể bị bên ngoài tác động vào. Trong năm nay, nam giới tuổi Mão dễ gặp tai nạn, khuyên bạn nên ít lái xe, có dịp đi công tác thì cố gắng từ chối hết mức có thể, không nên giao du với bạn bè để tránh tai nạn khi lái xe ra ngoài. Ngoài những điều này, người tuổi Mão nên dành nhiều thời gian cho gia đình để họ hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự. Đối với người tuổi Mão, đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không tự ý vi phạm giao thông, không lái xe sau khi uống rượu bia. Còn đối với nữ giới tuổi Đinh Mão thì nên chú ý đến sức khỏe của mình, không nên uống rượu và thức khuya. Đặc biệt, không nên ra vào các tụ điểm vui chơi giải trí đông người, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Những cô gái tuổi Mão cần hình thành thói quen ăn ngủ tốt, dù bận rộn công việc cũng phải ăn thường xuyên, nếu không sẽ làm trầm trọng thêm bệnh dạ dày mãn tính đang hành hạ bạn. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.